em hai lớp áo. Trời mưa đông cứ muốn cho tay vào. Vẫn mưa, mưa to lên thêm đi nào. Vì sao trời không to lên? Đường về nhà em ơi xa quá. Vì giờ đây cũng đã muộn lắm rồi. Với lại anh cũng sợ cảm lạnh. Có khi chúng ta ở lại đây. Từng cơn mưa hắt hiu cho lòng tê tai lắm. Khi mưa làm hồn ta vãi cả hồn ra. Điện thoại rung bồ gọi em có về không. Mắt em ngủ ngủ rồi nhìn tôi ngơ ngác. Vậy là em quyết định em bỏ mặc tôi. Em nói em phải về thôi. Ôi thế là tôi. Ôi giời ơi, mong mãi mới tới ngày này. Nếu các bạn là bố của cô gái thì các bạn sẽ làm gì? Đồng vào tim em gian nan quá. Giờ ba đánh em muốn cho đi về. Không cho em về là em mần vạ này. Ngày mai đừng hòng inbox. Vậy là tôi lên xe vào thang cánh. Rèn 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 cho em đi về nhà. Đến một khu dân cư gần nhà em. Bố em đừng vác kim đợi tôi. Yeah. Bố em giang tay đừng lại gần phía tôi. Bố em lại gần và nói. Bố nhà thằng kia, mày chờ con gái bác đi đâu giờ này. Mày có thích đi viện không hả thằng chó. Cháu xin lỗi bác đừng có đồng thu nha. Sáng năm cháu sẽ cưới em. Bác cứ